lần giải phóng quân một lần ra đi, toàn thắng vinh quang vì ngày trở về. Ra đi bảo vệ sông núi, ra đi thà chết chớ lùi. Cờ bay pháp khói người màu lạc hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng lạc hồng cùng giải phóng quân. Ra đi theo hồn sông núi, bao năm xưa có bao giờ nguôi. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, đoàn quân Việt Nam có hay. Ngày xưa biết bao vì hùng anh, quyết vì non sông ra tay bao lần. Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao giành quyền tự do hạnh phúc cho dân. Cờ bay pháp khói người màu lạc hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng lạc hồng cùng giải phóng quân. Ra đi theo sông núi. Quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không hề dần dần bằng sông núi. Ra đi thà chết chớ lùi. Giải phóng quân một lần ra đi, toàn thắng vinh quang vì ngày trở về. Ra đi thà chết chưa lùi. Cờ bay pháp khói người màu lạc hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng lạc hồng cùng giải phóng. Ngày qua giã tư đất mẹ mà đi, vì nghe tình quê tình nước đôi bên, nước chia hai đường nước chưa về, xót thương cho người lỡ câu thề lên đường tự lý. Hỏi lòng mình lưu luyến gì, mẹ ơi chỉ con đất mẹ mà thôi, để thương nhau hoài chớ quên lời
mong một ngày mai tràn hoa đất mẹ niềm vui. Thank you.
Kính thưa các cụ, cô giáo, cao niên, kính thưa các quý ông, quý bà, cùng toàn gia quyến. Cách đây 52 năm về trước, cùng với cả nước, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng, của Bác Hồ, tất cả cho tiền tiến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Không có gì quy hơn độc lập tự do, đồng chí Nguyễn Văn Hợi cùng với gần 500 anh em chúng tôi trong huyện Đan Phượng ở đủ tuổi khác nhau đã tổng quân nhập ngũ ngày 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ năm 1966. Hầu hết số anh em chúng tôi trong huyện Đan Phượng nhập ngũ được đó đầu xuân năm ấy, được biên chế vào trung đoàn 575 pháo binh hỏa tiễn của do Liên Xô toàn địch. Đoàn đã hành quân vào mặt trận 41 tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng với nhiệm vụ chủ yếu là pháo kích sân bay Đà Nẵng và tiêu diệt các cứ điểm, trại lính, bến xe, kho tàng và các phương tiện chiến tranh của Mỹ Ngụy, kết hợp đánh phối thuộc với đơn vị hỗ trợ nổi dậy diệt ác phá kỳ. Sau 10 năm bám trụ dưới đất giành dân, đoàn pháo binh 575 đã lập được rất nhiều chiến công xuất sắc, đã tổ chức tham gia 500 trận đánh tiêu diệt sáng công hàn tên giặc Mỹ xâm lược, đốt cháy 50 triệu lít xăng dầu, phá hủy 200 hộp khẩu của pháo, phá hủy 780 máy bay các loại và nhiều chiến tranh phương tiện của Mỹ. Với mặt bề dày những chiến công đã lập được có tầm vóc lớn, tháng 12 năm 1973, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã phong tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Hợi là chiến sĩ của C7, C3 và 575 pháo binh Quảng Đà, đã anh dũng hy sinh ngày 24 tháng 11 năm 1968 tại ấp Kim Liên, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi, những người còn sống, nay đã trở về với đời thường để giữ gìn thừa kế truyền thống của đơn vị anh hùng. Anh em chúng tôi ở huyện Đan Phượng đã nộp vào tìm lại nhau, tình nguyện tham gia hội nhập ngũ xuân 1966, là những người bạn chiến đấu của đoàn pháo binh 575. Đồng chí Nguyễn Văn Hợi là một trong những thành viên của chi hội huyện Đan Phượng. Trong hôm nay, trong cảnh bùi ngùi ni việc người mất kẻ còn, đứng trước bàn thờ linh cứu của đồng chí Nguyễn Văn Hợi, chúng tôi thay mặt cho tất cả anh em các hội viên huyện Đan Phượng của đoàn 575 xin bày tỏ chia buồn thương tiếc vô hạn đến đồng chí Hợi và toàn gia quyến. Xin được dâng nén nhang thơm vĩnh biệt đồng chí, tưởng nhớ đến đồng chí Hợi về cõi vĩnh hằng, nơi cực đạt nguồn cảm ngàn thu vĩnh viễn. Tất cả các đồng chí bây giờ một phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các bác là đồng đội của anh trai em. Anh trai em hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hôm nay gia đình đã đón được hài cốt về nghĩa trang Đan Phượng. Đã được các bác là đồng đội cũ đến thắp hương chia sẻ động viên gia đình. Gia đình không biết nói gì hơn. Xin thay mặt toàn bộ gia quyến xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các bác đã có tấm lòng tới để tri ân chia sẻ cùng với gia đình, và xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và sẽ là nguồn động viên trực tiếp cho những các đồng đội còn lại để
và các cái chiến sĩ về sau để phát huy truyền thống cách mạng, để tiếp tục phát huy ngọn cờ cách mạng giải phóng dân tộc và phát huy truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ạ. Khô khóc lá xanh rơi, chim chóc ngừng bay đứng cầm nguồn. Cây cỏ hờn trách gió xa xôi, gió xa ai thổi tới, lá ly cạnh buồn lắm người ơi. Lá vừa đơm lên cánh xinh tươi, chọc về chưa mơ được mơ. Gió bão cuồng xô lá xanh rơi, lá xanh đâu tội lỗi, để lá vàng thương tiếc đệ vương. Ngày nào tìm sáng niềm vui cho cánh xưa lá đơm nụ, là ngày mẹ Việt Nam tôi không còn thấy đám con nổi trôi. Gió ngừng gieo bão tố gió ơi, cho kiếp trần gian sống được dài, cho hận sầu tan biến đi thôi. Lá xanh xanh màu mới, cho lá vàng ngừng khóc mà vàng khô khóc lá xanh rơi, chim chóc ngừng bay đứng cầm nguồn. Cây cỏ hơn trách gió xa xôi, gió xa ai thổi tới, lá đi cạnh buồn lắm người ơi. Lá vừa đơm lên cánh xinh tươi, chim chóc về chưa mơ được mơ. Gió bão cuồng xô lá xanh rơi, lá xanh đâu tội lỗi, để lá vàng thương tiếc đầy vơi. Ngày nào tìm sáng niềm vui cho cành xưa lá đơm nụ, cũng là ngày mẹ Việt Nam tôi không còn thấy đám con nổi trôi. Gió ngừng gieo bão tố gió ơi, cho kiếp trần gian sống, cho hận sầu tan biến đi thôi. Lá xanh xanh màu mới, cho lá vàng ngừng khóc mà thôi.
cho hận sầu tan biến đi thôi. Lá xanh xanh màu mới, cho lá vàng ngưng khóc mà thôi. Cho hận sầu tan biến đi thôi. Lá xanh xanh màu mới, cho lá vàng ngưng khóc mà thôi. Cho hận sầu tan biến đi thôi. Lá xanh xanh màu. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa vương hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể gia quyến liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua về nội dung chương trình buổi lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi như sau. Một, ổn định tổ chức, thông báo nội dung chương trình. Hai, chào cờ, cử quốc ca. Ba, phút mặc niệm, cử hồn, cử nhạc chiêu hồn liệt sĩ. Bốn, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Năm, đọc thiếu văn truy điệu. 6. Đại diện cán bộ đoàn 1237 quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng phát biểu. 7. Đại diện gia đình phát biểu ý kiến. 8. Giới thiệu các đoàn lên dâng hương, dâng hoa. 9. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. 10. Kết thúc buổi lễ. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các ông bà là thân nhân, bạn bè, đồng đội của liệt sĩ và nhân dân đứng lên làm lễ chào cờ. Của liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, đề nghị các đồng chí cùng toàn thể nhân dân dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa toàn thể gia quyến liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, thưa toàn thể nhân dân, thực hiện thông tư liên tịch số 13 ngày 3 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ. Thể theo nguyện vọng của gia đình được đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Liên Xã, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Song Phượng, Đồng Tháp. Hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2018, tức ngày 16 tháng Chạp năm Đinh Dậu, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Tháp
cùng thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi tại nghĩa trang liệt sĩ Liên Xã, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Song Phượng, Đồng Tháp. Về dự buổi lễ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu khách quý. Đại biểu lãnh đạo huyện Đan Phượng xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thục, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Phạm Hồng Hoàn, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện. Đại biểu lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Đan Phượng xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Dũng, Thượng tá, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện, cùng các đồng chí cán bộ Ban chính trị, Ban chỉ huy quân sự huyện. Đại biểu lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đan Phượng xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Về dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu còn có phóng viên Đài Truyền thanh huyện. Về dự với buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu cán bộ đoàn 1237 quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Tình, ông Trần Ngọc Doanh. Đại biểu lãnh đạo xã Đồng Tháp xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể của xã, Ban chỉ huy quân sự, Ban công an xã, đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, các ban ngành đoàn thể cùng nhân dân thôn Đại Thần. Về dự buổi lễ còn có các đồng chí, đồng đội cùng chung chiến hào chiến đấu năm xưa của liệt sĩ, cùng toàn thể thân quyến gia đình liệt sĩ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tháp lên đọc điếu văn truy điệu liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, thưa linh hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể gia quyến, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2018, tức ngày 16 tháng chạp năm Đinh Dậu, Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Tháp cùng thân nhân gia đình liệt sĩ long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi hy sinh tại chiến trường mặt trận phía Nam, quy tập tại ấp Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, về nghĩa trang liệt sĩ cùng một xã Đồng Tháp, Song Phượng, Đan Phượng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Kính thưa các vị đại biểu, thưa gia quyến liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, thưa toàn thể nhân dân, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân. Nối tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, chúng ta đã làm hết sức mình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, với mong muốn sẽ làm vơi đi những nỗi đau mất mát của những người thân để bù đắp phần nào để có cuộc sống ổn định về vật chất và tinh thần. Sau nhiều năm mong mỏi tìm kiếm được sự giúp đỡ của đồng đội và các cơ quan chức năng, đến nay gia đình đã tìm thấy mộ liệt sĩ để theo nguyện vọng của gia đình được đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tháng 1 năm 1966, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con, người thanh niên yêu tú Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 1946, nguyên quán thôn Đại Thần, xã Liên Hợp, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là thôn Đại Thần, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, đã hăng hái tham gia vào quân đội,
thuộc đơn vị Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 575, Quân khu 5. Đến ngày 24 tháng 11 năm 1968, trong quá trình chiến đấu tại mặt trận phía Nam thuộc ấp Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc, đã được Đảng, Nhà nước, quân đội cấp bằng Tổ quốc ghi công số 146B ngày 28 tháng 5 năm 1976. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi đã được đồng đội đơn vị an táng tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nay thuộc khu dãy của bà Phan Thị Cừ, tổ 1, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Năm 2017, gia đình đã tìm thấy và làm thủ tục theo quy định để hôm nay chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi là một trong năm người con của gia đình cụ Nguyễn Văn Kiên và cụ Đỗ Thị Hoa ở thôn Đại Thần, xã Đồng Tháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí đã chiến đấu anh dũng hy sinh và đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 2, huân chương chiến công giải phóng hạng 3, huy hiệu chiến thắng năm 1968. Hơn 50 năm đã trôi qua, các liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường chưa được quy tụ đầy đủ về các nghĩa trang liệt sĩ. Hài cốt của các liệt sĩ vẫn còn phải nằm lại trong rừng sâu, ở đâu đó dưới lòng đất trên mọi miền của Tổ quốc. Đó là nỗi đau, sự băn khoăn trăn trở của cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Đồng Tháp. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, sau một thời gian dài an nghỉ tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nay liệt sĩ đã được gia đình đưa về, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tháp đón nhận và tổ chức truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, trong tình cảm thương yêu vô hạn của gia đình, của đồng chí, đồng đội. Với tất cả lòng thành và tri ân sâu sắc, chúng ta cùng cầu mong cho linh hồn đồng chí được siêu thoát mát mẻ nơi chín suối, bằng an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của liệt sĩ. Vĩnh biệt đồng chí, xin đồng chí yên giấc ngàn thu. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Tháp sẽ làm hết sức mình cùng nhân dân xây dựng xã Đồng Tháp ngày càng phát triển. Xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới thân nhân gia quyến liệt sĩ đã có công sinh thành và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú. Với tất cả lòng thành kính, đề nghị quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Tình thay mặt cán bộ đoàn 1237 quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, đảng, chính quyền và toàn thể các cấp địa phương. Kính thưa bà con nhân dân Đồng Tháp, Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Kính thưa gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi. Thưa quý vị và bà con,
những người con ra đi vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhiều người trở về trong đoàn quân chiến thắng, và nhiều người con ưu tú đã anh dũng hy sinh nằm lại nơi chiến trường. Trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, qua một thời gian dài được gia đình và đồng đội xác minh tìm kiếm thông tin liệt sĩ đã hy sinh. Chúng tôi, đoàn 1237 CB đã tiếp nhận thông tin, thẩm tra xác định nơi liệt sĩ Hợi chiến đấu và hy sinh được nhân dân chôn cất tại núi Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Kính thưa quý vị, kính thưa bà con, được sự thống nhất của lãnh đạo các ban ngành có thẩm quyền tại thành phố Đà Nẵng cùng gia đình khai quật và tiễn đưa hài cốt và di vật liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi về quê. Chúng tôi chứng kiến sự việc này với tình cảm và trách nhiệm đã thắp tùng hài cốt liệt sĩ về bàn giao cho gia đình và địa phương tại nghĩa trang Đồng Tháp, Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Trong buổi lễ đón tiếp long trọng này của địa phương và niềm hân hoan của gia đình và họ tộc, tôi xin quay thay mặt đoàn 1237 cảm ơn giúp sự giúp đỡ của chính quyền, bà con nhân dân địa phương. Một lần nữa tôi xin kính chúc quý vị lãnh đạo sức khỏe, thành công tốt đẹp. Chúc bà con sức khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, không thiếu những gì sai sót. Mong bà con và các cấp chính quyền thông cảm. Tôi xin hết ạ. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Tị, là em trai của liệt sĩ, thay mặt gia đình liệt sĩ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, ban quân sự huyện Đan Phượng, phòng thương binh huyện Đan Phượng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, ban chỉ huy quân sự, ban thương binh xã hội xã Đồng Tháp. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân và bạn bè thân bằng cố hữu với gia quyến. Anh trai tôi sinh ra trong lúc đất nước bị đế quốc Mỹ xâm lược, đã theo tiếng gọi của Đảng, nhà nước hăng hái nhập ngũ lên đường cầm súng chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, và đã hy sinh anh dũng tại ấp Kim Liên, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, nay là ấp Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Qua quá trình gia đình đi tìm kiếm cùng với đồng đội đi tìm kiếm, đã được sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của chương trình 1237 của chính phủ, nay gia đình đã tìm thấy và đã được các cấp cho phép di rời quy tộc về nghĩa trang liệt sĩ huyện Đan Phượng, đã được sự đón tiếp nồng hậu và tổ chức lễ truy điệu long trọng trang nghiêm. Trong giờ phút thiêng liêng này, tôi không biết nói gì hơn, thay mặt toàn thể gia quyến xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, phòng thương binh, ban chỉ huy quân sự của huyện, của xã. Xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè với gia đình đã bớt chút thời gian nên tri ân và chia sẻ với gia đình. Một lần nữa không biết nói gì hơn, tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời các đại biểu lên dâng hương, dâng hoa. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Thank you.
có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên. Màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên. Màu hoa đỏ trước hoàng Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên. Màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên. Màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Màu xanh non tươi nào
nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về. Cho từ hôm nay vào thành phố thắp một nén nhang riêng người nằm dưới cỏ. Ôm súng giữ biên cương.
sao tôi quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào dáng hình ai, có một bài ca không bao giờ quên, là ca mùa xuân tim không phai. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những mùa nước đổ. Bài ca tôi không quên, không quên em trống xuồng vượt qua pháo nổ. Chỉ một lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ. Bài ca một điều thuốc cũng chia đôi. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên bài ca. Với cả cuộc đời tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên.